nước, chất lỏng được tạo nên từ đại dương và nó lấp đầy những chiều sâu vô tận. Chỉ một số ít sẽ dấn thân vào đại dương rộng mở vô tận của thế giới dưới nước rộng lớn này. Hầu hết cư dân đại dương sống ở thành phố, giống như xã hội loài người. Rất gần gũi với những người hàng xóm thân thiện và những người thuê nhà khó chịu. Trong khi những tên cướp nguy hiểm rình rập ở rìa thị trấn, để khẳng định mình ở đây, bạn phải trang bị đủ loại thủ đoạn và chiến lược thông minh hoặc nói dối và lừa dối. Các dạng san hô là công trình kiến trúc lớn nhất trên thế giới, là những đô thị ngập nước khổng lồ. Những cư dân khác nhau sống ở những thành phố này, một vũ trụ với những cung điện san hô và những tòa tháp cao vút. Xóm nào cũng có ông trưởng xóm và cả xóm đều thuộc về ông này. Không được xâm phạm, được chứ? Thành phố lớn điển hình với tất cả sự ồn ào và náo nhiệt. Ngay cả con cá nhím nhỏ bé này cũng kêu be be, nó tạo ra âm thanh này bằng bong bóng bơi của nó. Hai con tôm ha lơ kim nhỏ đang gặm nhấm con sao biển xanh này. Nếu có người khác xuất hiện, nó sẽ gặp địa ngục. Một con tôm ha lơ kim khác đang bận rộn cắn một con sao biển. Lươn điện không đồng ý. Cá bọ cạp lê bước dưới đáy đại dương. Mọi thứ và mọi người đều gây ra nhiều tiếng ồn. Một con cua hộp đe dọa mọi người đến bằng cách giữ hai con hải quỳ độc trong móng vuốt của nó. Ít nhất dạng hải quỳ trông có vẻ yên bình phải không? Những chú cá hề đang cãi nhau rất lớn, con hải quỳ này thuộc về ai? Chúng ta khó có thể nhìn thấy con cá này, nhưng nó rất dễ nghe, một con cá xấu. Con cá nóc khổng lồ này có nghe thấy gì không? Điều đó đang biến mất, tranh chấp giữa các thành viên trong họ cá nóc. Ai mạnh hơn, và đặc biệt là ai to hơn? Những con cá vóc men đang ồn ào cố gắng tán tỉnh một con cái. Tiếng ồn của thành phố ở khắp mọi nơi, đặc biệt là khi một công trình kiến trúc lớn đang bị phá bỏ. Mọi người đều sống theo cách riêng của mình trong đô thị ồn ào này. Một số lơ lửng trên tất cả, nhưng một số khác thì thực tế hơn và sống trong san hô theo đúng nghĩa đen. Đó là cá dê chẳng hạn, chúng cày qua đáy đại dương và bắt những động vật nhỏ hơn bằng răng của chúng. Chúng sử dụng râu của mình như một máy cảm xạ. Chúng có thể phát hiện ngay cả dòng điện yếu nhất từ trường hướng chúng tới con mồi nhỏ. Những con cá bống này cũng nạo vét qua cát và ăn những gì chúng tìm thấy trong đó.
Có một cách khác để tìm con mồi trên cát, con cá đuối đốm xanh này sử dụng đôi cánh như sẻng và luôn có cơ hội ăn trộm thứ gì đó. Trong khi một người làm việc, những người khác chỉ đứng bên cạnh và ăn những gì còn sót lại. Có thể là một miếng. Bạn phải rất quen thuộc với khu vực này để tìm được những miếng ngon nhất. Loài cá bò này sử dụng dòng nước mạnh, cá thổi cát để đào bới bất cứ thứ gì được ẩn bên trong. Những kẻ khác nhanh chóng ăn trộm bất cứ thứ gì có thể. Cá bò là loài cá chỉ huy và hầu hết cư dân ở dạng san hô đều dễ bị đe dọa bởi nó, ngoại trừ những vị khách lạ dường như không hề tỏ ra sợ hãi. Trong mọi trường hợp, tốt nhất bạn nên phủ cát lên mình. Thật không dễ dàng cho một con cá nhỏ trong một thành phố lớn, luôn có kẻ có ý đồ xấu. Và bạn phải hết sức cẩn thận để không bị nuốt chửng, chẳng hạn như những con cá chài mặt trăng này. Vì vậy, việc những cư dân nhỏ nhất trong dạng san hô di chuyển theo đàn sẽ luôn an toàn hơn. Thật khó để mắt tới chỉ một con cá nhỏ, và kết quả là kẻ săn mồi thường bị hoa mắt và không bắt được con mồi nào cả. Xuất hiện trong một đám đông lớn luôn là an toàn nhất. Những kẻ săn mồi dễ bị phân tâm khi nhìn thấy quá nhiều con mồi cùng một lúc. Dù sao đi nữa, con cá nóc khổng lồ này sẽ không bao giờ có cơ hội ở đây. Và việc trở thành một phần của một đàn cá luôn là sự bảo vệ tốt nhất khỏi những kẻ săn mồi. Những kẻ to lớn chậm chạp sẽ bị bỏ qua, không có nguy hiểm ở đây. Đàn cá phân tán nguy hiểm. Nếu có 1.000 con cá thì bất kỳ con cá nào cũng có thể là mục tiêu. Một con bị bắt trong 1.000 con có thể xem là ổn rồi. Nhưng còn những kẻ cô đơn hoặc những cặp vợ chồng thì sao? Ví dụ, cá ngựa ngụy trang để trông giống như những nhánh san hô mà chúng đang trú ngụ. Khó nhìn hơn nữa, con vật ở đây ở đâu? Chỉ có con mắt mới làm lộ ngụy trang của loài cá kè này. Chúng làm mọi thứ để trông không giống chính mình. Những con cá ống ma này là một ví dụ. Chúng không thể tách rời như một cặp. Con cái đã mang trứng trong cái bụng mở rộng của mình. Chẳng bao lâu, con đực sẽ thụ tinh cho trứng của nó. Chúng vẫn là những loài cá bình thường mặc dù có bộ trang phục độc đáo. Cái này trông giống như cỏ biển bị xé ra. Cá ong gai đá đong đưa qua lại theo dòng nước. Không phải quái vật, mà là sự ngụy trang tài tình một con cua nhện được trang trí trên đầu bằng một miếng bọt biển. Điều này sẽ ngăn cản bất kỳ kẻ săn mồi nào. Một cách ngụy trang tuyệt vời khác, một chiếc thùng được trang trí bằng đá. Chỉ có chuyển động của mang mới làm lộ vị trí của loài cá đá này.
Ngay cả một cú đánh bằng vây cũng không làm anh chàng này bận tâm, con cá biết nó sẽ không làm hại nó. Nó chỉ đẩy anh ta ra xa một tí. Anh em họ của nó, loài cá bọ cạp, cũng ngụy trang tài tình không kém, nhất là khi những kẻ xung quanh đang hoảng sợ. Và ngay cả khi lươn mo day chiến đấu với cá sư tử để giành thức ăn. Cá bọ cạp nằm chờ cơ hội, rồi lập tức trở nên bất động. Điểm khác biệt duy nhất là nó nhô cao vây lưng với những ngạnh độc bên trong, hoàn toàn bất động, nhưng bây giờ cũng được trang bị vũ khí. Loài cá ngư ông lớn này hầu như hòa vào nền của đám lá tảo. Hiện tại, cá ngư ông đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, nó phóng ra một đám mây lớn để cảnh báo những kẻ săn mồi. Đây không phải là lúc để kiếm ăn hay bắt bất cứ thứ gì. Cần câu của nó nằm thẳng trên lưng ở mặt sau. Đầu màu trắng ở cuối cần câu dùng để thu hút con mồi. Cá ngư ông cảm thấy bị đe dọa bởi điều gì đó. Cuối cùng, nó từ bỏ việc ngụy trang và di chuyển xa hơn, dùng vây để nổi. Ngay khi cá thu vây lại, nó sẽ chìm xuống đáy đại dương. Cá ngư ông có đủ loại hình dạng và kích cỡ, mánh khóe của chúng rất tài tình sử dụng cần câu làm mồi nhử, và mọi con cá nhỏ tò mò đều trở thành bữa tối. Nhiều loài động vật, bao gồm cả cư dân đại dương, giao tiếp bằng sự kết hợp giữa âm thanh và hành vi. Tất cả đều phải tìm cách sinh tồn cho riêng mình trong đô thị của cư dân đại dương này. Nhưng có vẻ như không phải ai cũng tự mình làm được việc đó. Đối tác cá bống tượng đã đi đến thỏa thuận với hai con tôm súng lục. Cá bống để mắt tới mọi thứ trong khi tôm giữ an toàn cho hang của chúng. Những tảng đá lớn hơn ở lối vào là nơi lý tưởng để bảo vệ nó. Chúng là một đội giàu kinh nghiệm. Tôm giữ liên lạc thường xuyên với cá bống và thậm chí xoa bụng cá. Con cá bống Gobi sẽ lo lắng nếu không có những cử chỉ này từ tôm. Tôm súng lục cần một người bảo vệ lạnh lùng và tập hợp đá được rồi.